Trước hết là em chào anh Quyền Linh cùng cô Hồng Vân, toàn sao thể lại anh Quyền khán Linh giả. Mà cô Hồng Vân là sao, lý do coi nó giới thiệu là đó, chào lại coi sao nè, không tôi đi về, tôi đi về đó, tôi không mai mối gì đâu nghe. Giận rồi đó. Dạ chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân. Tôi tiếp tục này... làm mai. Em tên là gì? Dạ em là Nguyễn Nhật Quang, sinh năm 1987, quê quán là Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Giờ Quang đang làm ở đâu? Dạ mua bán tự do ở bên Tân Phú ạ. À ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Ở thành phố, dạ, Hồ Chí Minh đúng không? Rồi, mình giới thiệu về mình đi mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh, anh bạn kế bên và các khán giả đang xem chương trình hôm nay ạ. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan, năm nay em 30 tuổi, em hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm tại bệnh viện phụ sản Mê Công, về phòng kế hoạch tổng hợp, về mảng chăm sóc khách hàng ạ. Lan có thể cho đàn trai biết chút xíu ưu điểm và khuyết điểm của mình được không Lan? Ưu điểm của em là dễ gần, thân thiện, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng tốt. Bây giờ mình có cái điểm xấu nào không? Em có tật xấu là em nói chuyện chảy nước. Nói chuyện điệu chảy nước đúng không? Em ơi khoan, anh nghe cái vụ này thấy kỳ nha. Thuyết phục khách hàng tới đó đẻ mà chảy nước. Thuyết phục xong mà ta đẻ luôn giữa chừng luôn rồi đó. Em thử coi cái lúc mà em thuyết phục khách hàng á, em sẽ nói kiểu như thế nào mà ví dụ nói là anh chảy nước đẻ nè, anh đang có bầu nè. Chị ơi bây giờ tôi muốn tới đó sanh đẻ đó thì tôi làm sao hả chị? Nói đi tôi nào, thuyết phục chị. À, chị chờ em một chút nha, em sẽ tư vấn cho chị. Trời ơi, tôi mất chị đẻ lắm rồi hả? Nhanh lên để tôi coi tới bệnh viện nào nè. Ôi chị thấp tới bệnh viện chưa chị, hay chị đang ở bệnh viện rồi ạ? Tôi đang ở nhà mà tôi đau rồi, 9 tháng 9 ngày rồi. Chết rồi, vậy mình phải gọi xe taxi đến nhanh nha chị. Tôi đẻ đó tôi được cái gì nè? Trời, chị đến nay sẽ được em chăm sóc tận tình nè. Nhưng mà tôi đẻ đó tôi được cái gì? Bệnh viện em có các bác sĩ chuyên nghiệp và các nữ sinh tận tình chăm sóc chị đó. Trong đó có em là nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ mình nữa. Từ lúc mọi lúc mọi nơi lúc mình nào chị cần ạ. Đẻ đâu mắc không? Chi phí nó không hính đến nổi đâu chị. Trong khả năng của mình em nghĩ vậy á. Rồi chịu đẻ chưa bà nội? Chị sao rồi? Bà chịu đẻ chưa bà nội? Sao rồi? Tôi đẻ luôn rồi. Trời ơi, nó thuyết phục vậy đó anh thấy được không? Dạ tốt ạ. Tốt hả? Bài bản anh. Còn mình là sao? Ưu khuyết điểm sao, giới thiệu cho đàn gái biết đi. Em thì rất là nhiều bạn. Trước đây em tốt nghiệp kiến trúc, làm thì chuyển về làm gia đình, về nghề vải. Rồi em chuyển qua bán quần áo, về thời trang. Bán quần áo con trai hơn gái? Dạ đồ nam. Rồi. Ủa làm sao là cái đó điểm mạnh là đi bán đồ hả? Dạ điểm sao? Mạnh hiện tại là ký rất là nhiều bạn. Em giao thiệp rộng đúng không? Dạ đúng rồi. Có tật xấu gì không? Có tật xấu gì không kìa? Tật xấu có nghĩa là chắc phải để bạn nữ khám phá quá. Khám phá? Anh phải nói đây để em biết chứ. Sao thấy có vẻ châu chuốt quá vậy? Tại vì em cũng quen biết với lại mấy anh em thiết kế, cho nên lúc nào là cũng đi ra đường với một tâm thế là lúc nào cũng gọn gàng châu chuốt. Bóng bẫy đó. Bóng hả? Có bóng không? Bóng bẫy. Ta phải để chữ bẫy vô. Nhưng mà cái mắt của Linh kỳ lắm, mắt của Linh là bóng bẫy rất là nhẹ nhàng. Ở ngoài đời em là bạn nam thích em nhiều hay là bạn nữ thích em nhiều? Đến chương trình thì em cũng tìm bạn gái nên em cũng ít gặp bạn gái nhiều. Cái là cái khuyết điểm của em hiện tại đó là chưa dám, không có chủ động trong các mối quan hệ đối với bạn nữ đúng không? Và tìm hiểu các bạn nữ. Mấy bạn nam thì mấy anh em có như nào thì đó là của người ta. Mình chỉ bạn bè thôi. Tức là cũng có con trai thích, cũng có con gái thích. Thì cũng có một vài người ngỏ lời lên nữa. Có ngỏ lời không? Ai ngỏ lời hả? Dạ có chứ. Ngỏ lời sao? Thì ví dụ như em thích anh thích em vậy đó. Vậy đó. Dạ. Rồi anh trả lời sao? Thì anh thích con gái. Anh thích con gái. À, thấy chưa, thích con gái, lo cái chỗ đó nhất á. Vậy mà cuộc sống nó hấp dẫn vậy. Nói nghe nè, em tưởng tượng về cái mẫu người bạn gái của em phải như thế nào? Ngoan hiền, trắng, cao, dễ thương, trẻ, khỏe mạnh, nhanh nhạy, lên lẹ thì trong đó đã có sức khỏe rồi. Là bây giờ em đã sẵn sàng lấy vợ chưa? 34 tuổi rồi đó. Dạ, đã sẵn sàng để lập gia đình rồi chị. Nếu như ví dụ gặp cái người bạn mà ưng ý mình cái là bao lâu thì em lập gia đình? 6 tháng. 6 tháng. Trời, ta nhanh luôn. Dạ, kể đó. Nhưng mà trước khi anh qua gặp bạn gái em, hãy cho đàn gái biết là em đã trải qua cái đường tình duyên như thế nào? Mấy mối tình? Dạ, cũng vài mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? Cũng vài năm.
Tại sao chia tay? Dạ tại vì cô ấy qua nước ngoài, còn mình thì mới cũng trắc trở nên là nhiều cái không hiểu nhau. Rồi sao mà cách lòng rồi đúng không? Chào em gái. Chào anh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là khoảng vài tháng. Rồi. Mối tình thứ hai là khoảng gần 8 năm. 8 năm chia tay. Dạ. Lý do? Dạ chắc do đó còn trẻ em mê trai anh. Em quen bạn đó vì em mê trai. Mê trai em mới quen bạn đó. Nhưng mà đừng hỏi lý do tại sao em chia tay bạn dạ, đó. Vì bạn em không có ý chí hả? Còn một người ý chí vươn lên trong công việc và cuộc sống. Chứ không phải em mê trai em yêu bạn 8 năm sao em thấy con trai kia đẹp hơn em bỏ bạn đó. Dạ không có. Thấy chưa, nãy hiểu lầm, nói dễ hiểu lầm lắm á. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ cao hơn em, chân thành trong tình cảm. Em thích giống ai nè? Em thích giống thủ môn Đặng Văn Lâm. Đây cũng giống rồi nha. Có nét giống Đặng Văn Lâm á. Cái bạn nam bệnh á. Được á. Bây giờ á, em ghét điều gì ở đàn ông nè? Dạ, em ghét con trai mà hay nhậu nhiều. Nhậu nhiều có không? Lâu lâu cũng có rồi nhưng mà không có nhậu. Dạ. Rồi ghét gì nữa? Dạ, lăng nhăng. Lăng nhăng, ta đó có mối tình có mấy năm mà. Dạ. Tại vì người ta đi nước ngoài ta mới chia tay thôi. Dạ, anh có keo kiệt không anh? Keo kiệt có không? Keo kiệt á hả? Chắc cũng có. Chắc cũng có. Chút không sao anh. Là sao? Keo kiệt sao, cỡ keo kiệt nhất của em là sao đâu cưng? Phụ nữ giống như đôi khi muốn mua gì đó mà cái em thấy cái đó ở nhà nó cũng có thì thôi ở nhà dùng tạm đi để dành mua cái nào lớn hơn, chứ cái đó nhiều khi xài không đủ phí. Dạ em cũng vậy đó. Ví dụ như giờ người ta nói anh ơi em có loại son mới ra Yurika đó, nhưng nhà em còn em quá trời son luôn, nhưng mà Yurika mới ra bộ 5 cây 5 màu thì anh muốn mua thêm để chơi gì đó mà được không? Dạ nhưng mà cái đó tốt hơn những cái khác thì sao? Xài thử đi. Mấy cái kia cũng tốt. Mua nhiều mua cây thôi, mua cây xài thử. Không, anh muốn mua 5 cây à, muốn mua 5 cây xài luôn à. Được không? Chắc được chứ. Chắc được nha. Suy nghĩ. Thôi nói chung là cậu ấy có một chút gọi là keo, nhưng mà tính toán cho gia đình thôi. Dạ. Thấy không? Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mấy chị đồng nghiệp và chị họ của em ạ. Rồi, xin mời đại diện đàn gái cho tôi xin ý kiến coi. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và chào hai em. Em là chị đồng nghiệp của bé Lan. Thì Lan ơi, chị thấy bên đàn trai rất là dễ thương, hai người rất là xứng đôi. Tiêu chuẩn của em á với bé Lan là chị thấy đáp ứng hết luôn. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, Quang đi với ai? Dạ, có bố mẹ và em trai, em dâu. À, có bố mẹ rồi, xin chào cô chú. Chào hai bác, chào anh ạ. Xin chào MC Hồng Vân và Quyền Linh. Và xin chào khán giả màn hình nhỏ. Tôi là mẹ của cháu Nhật Quang á. Thì nói chung là bên này nhận xét về cô dâu đây là cô con gái đây là rất là dễ thương. Đến đây thì giống như là mình đã có một cái cơ hội. Thì cô nghĩ rằng là con và bạn bên này là cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Cô nghĩ rằng là con nên về đợi cô nha. Đợi cô á, về mặt mà tình cảm thì con cứ yên tâm đi, về đợi cô là phụ nữ, cô sẽ ủng hộ con hết mình đó. Khi mà có chuyện gì. Trời ơi. Dạ con cảm ơn cô. Tuyệt vời quá. Dễ thương quá. Rồi cảm ơn hai họ nha. Bây giờ mình mở rào coi hai đội cảm nhận gì nhau thế nào. Mở rào. Vấn đề là của Quang đấy. Dạ hồi hộp quá anh. Thoải mái lên nào Quang, thoải mái lên. Dạ. Bắt đầu đi Quang. Chào bạn. Dạ chào anh. Có gửi những bạn. Dạ em cảm ơn anh. Chúc em luôn lúc nào cũng tươi như hoa. Dạ, dạ. Em có món quà cũng tặng anh. Em tặng anh cuốn sách đó, đừng bao giờ đi ăn một mình á. Khi nào anh muốn đi ăn hay gọi em đi ăn chung ha. Nhất định rồi. Dạ. Và có một bài thơ muốn tặng anh nữa. Dạ. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, ông tơ bà mối đưa đò xe duyên. Em thì lận đận chân chuyên, vì người chưa đến vì duyên chưa màng. Không cần anh đẹp cao sang, chỉ cần anh tốt sẵn sàng thương em. Thương em lòng phải cho tròn, đừng yêu đừng đến khi còn vắng hương. Đôi dòng bày tỏ yêu thương, mong rằng anh sẽ chung đường với em. Cảm ơn Lan. Đáp lại liên quan. Anh Quang hát đi anh Quang. Anh muốn hát bài gì để tặng em ạ? Bài chân tình ha. Dạ, bài đó em thích đó. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng, em đẹp như nhìn sớm mai. Những nhọc nhằn chớm quen,
nơi cuối đường có em riêng chờ đời anh. Rồi, hay quá. Hát rất hay ạ. Được rồi đó, về vị trí ngồi đi các bạn. Mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? À, cô gái đáng yêu anh ạ. Em có theo cái tiêu chuẩn của anh đang tìm không ạ? À, có. Dạ. Lan thấy mình như nào? Dạ, em cảm nhận anh là nhìn anh rất là đáng yêu và dễ thương, đẹp trai hơn em nghĩ. Dạ, và anh cũng yêu tính nữa. Cảm ơn Lan. Dạ. Còn em nghĩ về Lan thế nào, nói cho cô biết đi. Lan, Lan có thích du lịch không ta? Dạ có, em thích đi du lịch lắm anh. Dạ, hay đi làm từ thiện nữa. Tốt quá ha. Lan có thể cho mình một tuần được bao nhiêu ngày để mà có thể là mình cùng hẹn nhau ăn uống? Dạ, một tuần thì em đi làm từ thứ hai thứ bảy à. Em thì cũng rảnh vào buổi tối thì em có thể sắp xếp đến 2-3 ngày để gặp anh. Dạ. Còn anh như thế nào ạ? À? Mình thì rất sẵn sàng, rất là vui. Dạ. Lan có thích chơi với lại các cháu hoặc là có hay nói chuyện với bà hoặc các dì không? Dạ có, em thích con nít lắm, em hay nói chuyện với dì, cũng hay đi chơi với dì, với các cháu ở nhà, hay dạy cháu dạy học. Dạ cháu. Tại vì nhà mình thì các dì rất là đông, dạ. Tới 9 người, phía ngoại, phía nội chắc 7-8 người nữa. Dạ. Nên là nếu mà đám tiệc hoặc là có những cái cuộc gặp gỡ sẽ giao lưu rất là nhiều. Dạ. Và mình cũng thích phụ nữ có cái chủ động trong cái vấn đề đó. Dạ. Để mà kết nối gia đình nhiều hơn, kể cả các cháu. Em thích con nít lắm. Con nít. Thì em làm trong môi trường bệnh viện á, thì gặp các bà bầu với em bé thì nhiều nên nhìn mấy bé rất là đáng yêu, thích. Hai nói chuyện cũng cưng lắm á. Giờ này nè, em hãy nói những cái suy nghĩ tận trái tim của mình về cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Giờ tôi đề nghị hai bạn đứng lên nắm tay nhau, bạn nắm tay nhau để cảm nhận cái điện nó có đồng điện không. Đó, nắm tay đi. Nắm hai tay. Nhìn thẳng vào nhau, nhìn thẳng vào nhau, đừng có nhìn đi đâu hết trơn á. Sự anh là một người sống rất là đơn giản. Dạ. Yêu ghét rõ ràng và cũng muốn có được một cái người phụ nữ để mà chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui. Dạ. Hôm nay gặp Lan thì mình cũng rất là mừng, mừng vì gặp được một người bạn rất là đáng yêu và cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã lựa chọn cho mình cô gái rất phù hợp, mình rất là thích. Em cảm ơn. Em cảm ơn là chia sẻ của anh rất nhiều ạ. Lan cảm nhận Quang thế nào? Em cảm nhận anh là một người mà giống như em đang cần tìm. Không run tay. Hồi hộp đó anh. Lâu rồi mới nắm tay trai hồi hộp. Rồi, về chỗ ngồi đi các bạn. Dạ đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem những gì đã động lại trong trái tim mình. Và kiểm tra thật sự xem đây có phải một nửa mảnh ghép tương lai của mình hay không. Bấm nút là trao duyên đi. Bấm nút là chúng ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn nữa. Trước mắt của ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả, chúng ta phải sống thật bằng trái tim của mình các bạn nhé. Bấm nút thật, yêu thương thật, suy nghĩ thật và có trách nhiệm thật với những gì mình đã nói. Sau 3 tiếng đếm, ta quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Quang là người bấm liên tục đó các bạn. Nắm tay nhau đi Quang với Lan. Em cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân cùng với Lan. Bây giờ nè, trước mặt bố mẹ của Quang nè, Lan muốn nói điều gì đi? Dạ, em chào hai bác, em chào anh chị ạ. Hôm nay là tụi con chính thức là hẹn hò, mong hai bác chấp nhận cho tình yêu của hai đứa con hả? Đó, bắt tay gái gật đầu rồi đó. Mình nắm tay, nắm tay, nắm tay. Dạ, chứ nắm tay, nắm tay. Ủa, không phải bắt tay? Dạ, nắm tay. Nắm xen tay, xen tay. Rồi. Ô, da mềm ha. Hôn nụ hôn đầu tiên. Hôn má. Dạ, hôn má luôn hả? Ừ. Dạ, dán cái tóc ra. Em cho anh hôn, cùng hôn nha. Ngọt cái lỗ tai của người ta, cái má ngoài. Dạ, cái má ngoài chỗ nào anh? Thì cái má chứ không phải trong lỗ tai. Chỗ cái má. Lan hôn lại cái, Lan cho nó đỡ rung lên. Hai này dễ thương lắm nha. Cái mặt hơn cưng dễ sợ. Không, thật sự thấy cưng lắm, hai đứa dễ thương lắm á.